nghệ sĩ nhân dân hồng vân giật mình vì phát hiện một sao nam quá giống cố danh hài anh vũ thông qua trang cá nhân nghệ sĩ nhân dân hồng vân vừa chia sẻ thông tin về dự án mới của diễn viên Hồ minh mẫn đặc biệt nữ nghệ sĩ còn gây chú ý khi ghép ảnh của học trò với cố danh hài anh vũ vì cả hai có nhiều nét giống nhau bà bầu sân khấu cũng tiết lộ cách diễn của diễn viên trẻ khá tương đồng với cố nghệ sĩ sân khấu kịch hồng vân mới phát hiện hậu duệ của cố nghệ sĩ anh vũ giống gì mà giống dữ vậy trời diễn cũng có duyên giống luôn, không tin tối nay mọi người đón coi tập tiếp theo của series coi có giống như lời Vân nói không nha, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân bày tỏ. Tại sân khấu kịch Hồng Vân, Hồ Minh Mẫn được ví như một anh vũ thứ hai, anh từng đoạt giải quán quân lò võ Tiếu Lâm, chuyến xe âm nhạc và tạo được dấu ấn với khán giả qua vở lời vũ. Từ quê An Giang lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, Hồ Minh Mẫn may mắn được nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nâng đỡ và hỗ trợ trong cuộc sống. Đây là động lực giúp anh sống và cống hiến hết mình với nghiệp diễn. Khi khán giả so sánh với anh Vũ, diễn viên quê An Giang cho biết không buồn hay gặp bất cứ áp lực nào. Với anh, cố nghệ sĩ anh Vũ là thần tượng lớn. Anh luôn cố gắng trau dồi và phát triển bản thân mỗi ngày. Hiện Hồ Minh Mẫn tham gia diễn xuất trong web, đầu drama Thầy Bói Nói Láo Ăn Tiền và được khán giả đón nhận. Qua phim, nam diễn viên muốn truyền thông điệp đến mọi người rằng không nên quá tin vào bói toán vì dễ tiền mất tật mang. Ở xã hội 4.0, con người nên sáng suốt nhìn nhận mọi vấn đề và tránh suy nghĩ tiêu cực.